Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Huy và tôi đang có mặt tại nha khoa Quý Anh. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ cho các bạn xem trực tiếp một trường hợp lâm sàng cấy ghép implant toàn hàm Onofor cho một cô bệnh nhân mất răng toàn hàm và tới với chúng tôi cách đây khoảng 2 ngày. Và chúng tôi đã thực hiện trồng 4 cây implant và buổi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiến hành lắp cái hàm cạn trên 4 cây implant đó. Và chúng ta sẽ cùng xem cái quá trình tôi lắp sẽ diễn ra như thế nào. Và trước tiên đó thì chúng tôi sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh trên phim X-quang của cô sau khi mà thực hiện trồng răng implant Onofor. Đây là cái hình ảnh trên phim X-quang tình trạng ban đầu của cô bệnh nhân đến với chúng tôi. Thì ở đây các bạn có thể thấy là ở vùng răng hàm trên của cô, chúng ta nhìn thấy có ở cái vùng răng hàm phía sau ấy, thì mất hết toàn bộ răng rồi. Và cái vùng răng phía trước này thì còn răng, tuy nhiên thì những răng này nó đều bị tiêu, cái vùng xương phía dưới nó đều bị tiêu rất là nhiều rồi. Tiêu tới cái vùng chóp chân răng và tất cả những cái răng này nó đều bị lung lay rất là nhiều rồi. Và do vậy thì chúng tôi đã quyết định là nhổ bỏ toàn bộ những cái răng mà đã bị lung lay này đi để tiến hành cấy ghép implant Onofor. Và đây là cái hình ảnh mà phim X-quang ngay sau khi mà chúng tôi thực hiện cấy. Trong trường hợp này thì cái vùng xương phía dưới của cô bệnh nhân này khi mà mất răng lâu ngày thì cái vùng xương rất là kém. Và chỉ những cái vị trí chúng tôi đã phải lựa những cái vị trí nào còn tốt nhất để trồng những cái chân răng implant vào. Và những chiếc chân răng implant này thì được cấy với một cái góc nghiêng theo cái định sẵn. Mục đích ở đây đó là để thứ nhất là đảm bảo đủ cho xương, thứ hai là cũng đảm bảo cho cái tính chịu lực của những implant này. Về mặt chịu lực ấy thì khi mà implant cấy thẳng, nếu mà cấy thẳng một chiếc thì implant sẽ chịu lực tốt hơn. Tuy nhiên là khi mình cấy nhiều chiếc với nhau thì việc implant nằm nghiêng thì nó sẽ chịu lực, nó giằng nhau tốt hơn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát trực tiếp cái hình ảnh mà tôi sẽ tiến hành lắp răng ở trên miệng cho cô. Như hình ảnh chúng ta vừa thấy trên phim thì đây là cái hình ảnh trực tiếp ở trên miệng. Chúng ta của cô thì vừa mới phẫu thuật, do vậy mà cái vùng vết thương này nó cũng chỉ mới đang trong quá trình liền, thậm chí là còn một vài vị trí là chúng ta nhìn thấy nó có hơi trắng trắng ra, nó gọi là các cái giả mạc ở trên. Và ở phía bốn cái vị trí implant này nó sẽ có bốn cái, nó gọi là cái capping, nó đang che phủ cái implant ở phía dưới. Và bây giờ trước khi mình lắp hàm tạm thì mình sẽ tháo các cái capping này ra nhé. Mình sẽ tháo từng chiếc capping một ra. Chiếc capping này nó sẽ chỉ là tạm thời ở đây thôi, để nó che cái mantle unit, che cái implant ở phía dưới thôi. Các cái chiếc capping này nó đều vặn, đều được kết nối với cái mantle unit và cái implant ở phía dưới bằng các cái con vít. Và mình chỉ cần vặn ra là xong. Rồi, đây chiếc capping cuối cùng nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành kết nối cái hàm giả lên phía trên nhé. Đây cái hàm giả tạm bằng nhựa. Cái hàm này thì nó được sử dụng trong thời gian mà nó chờ implant ở phía dưới tích hợp hoàn toàn. Và mình sẽ cố định cái hàm giả lên phía trên này, tương ứng với 4 vị trí của chân răng implant. Và sau đó thì phía trong của mỗi cái lỗ mở vít này nó đều có một cái con vít để mình kết nối với cái phần implant ở phía dưới. Mình sẽ vặn với một cái lực vừa phải. Đó, mình sẽ vặn với một cái lực vừa phải ở tất cả các cái vị trí này. Cô Hà giúp cháu tí. Mỗi cái vị trí này nó đều có cái lỗ mở vít để cho mình vặn ra. Chúng ta có thể thấy ở đây là có một cái lỗ mở vít nó đang bị ra phía mặt ngoài. Do là cái góc xương ở phía dưới của cô bị tiêu rất là nhiều mà cái trục xương này nó hướng ra ngoài. Do vậy mà ở cái thời điểm hàm tạm này thì chúng ta sẽ để cái lỗ mở vít mặt ngoài và tí nữa thì ta sẽ che đi bằng một cái vật liệu tương ứng với cả cái màu răng này. Tuy nhiên thì đến khi nào mà chúng ta làm cái hàm chính thức ấy, thì cái lỗ mở vít này nó sẽ không nằm ở đây nữa mà nó sẽ nằm ở phía trong này, và khi đó thì mình cũng không phải che bằng vật liệu nữa. Đây là cái hàm sau khi mà mình đã cố định nó vào. Chúng ta có thể thấy là một cái hàm toàn bộ 4 răng implant được nối liền với nhau. Sau khi mà mình đã cố định các cái vít rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bịt những cái lỗ này lại. Mình cũng sẽ bịt bằng cái chất hàn tạm thôi. Bịt bằng cái chất hàn tạm để sau đó thì tầm
2 tuần nữa thì mình sẽ tiến hành mình cắt chỉ ở phía dưới. Tại vì những cái răng này của cô cũng mới phẫu thuật thôi. Cái hàm này thì khi mà phẫu thuật Orofor này thì cái sang chấn mặc dù là toàn hàm nhưng mà thông thường thì bệnh nhân không còn răng thì cũng sẽ rất là ít đau. Mọi người cứ nghĩ là phẫu thuật nó lớn thì nó sẽ đau nhiều nhưng mà thực tế nó sẽ rất là ít đau. Tương tự như vị trí này thì các vị trí khác cũng vậy, mình sẽ bịt cái lỗ bắt tít lại. Khi mà hàm nó có vấn đề gì đó thì mình sẽ có thể tháo ra, mình sửa chữa được. Những cái chân răng phía dưới mình đã trồng thì mình sẽ không thể tháo ra được nhé. Nhưng mà cái hàm ở phía trên thì mình có thể tháo ra được. Đó, thì mình sẽ xong. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái hàm làm sao là tất cả những cái vị trí nó phải chạm đều nhau. Thì khi mà trượt hàm sang phía bên ấy thì mình phải tạo ra một cái hướng dẫn răng nanh ở đây. Đây nó gọi là hướng dẫn răng nanh khi mà trượt hàm sang bên nhé. Tại vì khi mình ăn uống thì mình sẽ không phải là mình bập mà mình sẽ là mình nhai là mình trượt sang bên. Đó, thì cô trượt nữa đi. Trượt. Rồi, thì ở đây là mình đã tạo được cái hướng dẫn răng nanh rất là tốt. Tương tự như bên này cũng vậy, cô trượt sang bên kia cho cháu kỹ. Đó, thì ở đây mình cũng tạo được một cái hướng dẫn răng nanh rất là tốt ở đây. Đó. Thì hướng dẫn răng nanh này sẽ gần như là hướng dẫn tối ưu nhất trong trường hợp mà mình làm hàm Orofor này. Những cái sợi chỉ ở phía dưới này thì khoảng 2 tuần nữa thì mình sẽ bắt đầu mình tiến hành cắt đi. Còn cái hàm này mình sẽ dùng trong vòng mấy tháng? Trong vòng khoảng 3 tháng. Ở cái vị trí này nó nằm ở phía trước, do vậy mà tôi sẽ thay cái chất hàn ở đây bằng cái chất hàn có màu đẹp hơn một chút. Đây là cái hình ảnh phim X quang sau khi mà mình tiến hành lắp cái hàm. Thì mục đích chụp cái phim X quang này đó là mình xác định lại một lần nữa cái sự khớp của cái hàm giả phía trên này với các cái chân răng implant ở phía dưới. Những cái hàm giả phía trên này thì nó có một cái sợi dây kim loại nằm ở giữa và liên kết các cái răng implant với nhau cũng như là tránh gãy cho cái hàm giả. Thì cái sợi dây đó chúng ta có thể thấy ở đây. Và những cái vị trí mà cái con vít nó đi qua cái hàm giả thì nó sẽ có một cái cylinder ở đây. Đó. Thì những cái cylinder này hiện giờ được khớp rất là tốt với những cái multi unit, tức là những cái bộ phận trung gian trước khi mà kết nối với implant ở phía dưới. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là các cái vị trí này rất là khớp, rất là tốt. Đó. Thì như vậy thì buổi ngày hôm nay đã gần như là đã hoàn thiện cái quá trình mà chúng ta lắp cái hàm tạng. Và chúng ta sẽ chờ khoảng 2 tuần nữa để cắt chỉ cho cô. Trước khi mà tầm khoảng 3 tháng, trung bình là khoảng 3 tháng, chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa cái độ ổn định của những cái chân răng implant phía dưới và tiến hành làm cái hàm răng vĩnh viễn sau cùng. Còn cái hàm này của cô chỉ dùng tạm thôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hy vọng là gặp lại các bạn trong những ca Orofor lần sau. Xin chào.